mẹ mày 8:54 thôi, mình bắt đầu chơi game sớm đi, mẹ mày không ổn rồi. Ngu dưng, cháu đâu rồi? Alo. Đến G rồi. À, gọi con cháu mình cái. Ôi dồi ôi. Ở đâu rồi? Alo. 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 Mày cứ nghe tao mày alo nhau cả tối đấy. Nhanh lên. Vào game cái, chờ tí. Game thôi. Hôm nay chú chơi game sớm này, sớm tận 5 phút lận. Sớm 5 phút, mấy hôm qua mình chơi game muộn 5 phút, hôm nay mình sớm 5 phút. Mẹ là cập nhau là mình vừa. Ôi, okay. Tao tính toán đỉnh không? Chúc anh buổi tối vui vẻ, mũ gạch dưới mũ from CAMAE with lớp dấu bé ba. Ừ, cảm ơn Bình nhé. Chờ tí tao mở cái livestream cho, chờ tí. Được chưa? Được rồi. Vô đi. Đấy. Ơ nhưng mà không lên xin. Đấy, lên rồi, may quá, tưởng không lên xin, may quá. Hôm nay không là phải xin. Giết được con sói, ok không? Hôm nay hứa phải giết được con sói. Con sói phải chết, phải từ tay ra. Không, tao không ngừng. Trời. Tao tưởng chú vào phá đảo. Sao phá đảo được, mày mới được 4%. Ok. Được. Đấy, Uniki. Đấy đúng rồi. Ok luôn. Lên trên này từ đấy. Lên đây là đánh con ếch ấy. Mẹ ếch biết tao like không? Ok. Ai da. Khủng hoảng diệt ếch. Rồi tiếng game. Từ. Đấy, anh ơi. Không, đang chỉnh mic. Đang chỉnh mic, từ từ bình tĩnh. Hâu nào. Cay thế nhỉ? Thế cũng panic. Đang chỉnh mic. Tiếng game bị to mẹ, tiếng game bị nhỏ, tiếng game bị to quá. Hôm qua tao xem lại livestream nó để ý rồi, tiếng game bị to quá. Đấy. Ok. Ngỗng nhưng mà mẹ mình. Mày gì cơ? Cái gì cơ? Rảnh qua server tôi chơi nhé, 2b4s.org bản 1.16.5 Minecraft nhé. Mẹ, ông ấy hát luôn. Rồi nhìn này, nhìn này. Bắc cua. Đỉnh không, nhìn nhận. Mấy tao gọi tao và mẹ. Bắc cua chúa ở vùng đất cả. Như nào? Ê, lên nhà. Trời ơi, mẹ mày. Biết chơi game rồi, hôm qua. Chứng minh ngày hôm qua chỉ là vết xước. Mà qua đây nhờ. Ê, tao. Sao chú lại lên đấy? Tao lên nhầm lỗ. Ok, nhầm lỗ, hai lỗ gần nhau quá, mẹ. Cay thực sự. Nhầm lỗ, mẹ. Nhảy lên. Đúng chưa, mượt chưa? Mày này. Xấu xí. Ok, cái gì đấy? Ok. Nhầm hướng. Nhầm hướng. Vết xước. Từ. Tập trung mày. Như nào? Rồi đây. Nhảy. Đừng có dậy. Ok. Bye. Đúng chưa? Mượt chưa? Mượt cứ. Trời ơi, nó khéo léo. Từ từ. Chú ơi. Đây. Cháu gãi mông cái đã. Ok. Toán chết con trai. Rồi mình đây. Úi xui. Mà lên nhau nhỉ? À đây đúng rồi. Không được. À, không được. Đây, không. Mình bị sai. Đây. Không phải dậy. Đúng chưa? Sao mà lại đi đâu? Nó khéo léo như một nghệ nhá. Nó như một mẹ mày, một người kiểu sinh ra để chơi game. Ok. Người ta gọi anh là thần game. Ây da. Ôi rồi. Giới gamer gọi anh là thần game. Còn mẹ mày ngoài đời người ta gọi anh là mẹ thằng nghiện game. Ây da.
Không, tôi game mình thiết kế đỉnh chẳng đấy. Nó đẹp vãi. Này, này, này. Này, tham minh này, tham minh này. Tham minh. Ok. Từ, không, mục lỗ hổng. Mày. Vết xước. Hơi. Ây da. Thôi cái tham minh khó quá mày ơi. Khổng của tao là người già. Mày. Từ, chào. Hú đập. Mai hai cá sấu đi các bạn. Từ. Dừng. Lên nữa. Không, bên kia tao phải lên, được sao không lên được hay không? Nói chuyện vô lý. Không lên được, cứng chó. Mày làm gì không được? Không, ok. Từ, không, mình bị sai sót đâu đấy rồi. Không bám tường là. Được. Có niềm tin chứ. Bám tường. Ngồi. Ok ấy, xếp rồi. Úi dồi. Hú đập. Nó lại lắm. Bắn chú rồi. Bắn nó trước. Bắn. Vong. Nó sẽ không để bắn. Ok. Ok. Cái gì vậy? Ok. Ok. Chú bắn một tia đi. Bắn một tia đi. Ừ, khám phá nó mà. Mày. Từ sang tab thôi. Các chú càng ngày càng đi xa đấy. Đây, mình càng ra đây xem không. Ui. Ui xời. Tao muốn mua đồ tí. Mình toán rồi. Ôi dồi ôi. Chú nên tăng cái đó ra, ta mua cái giảm đam ấy. Chú dễ bị ăn đam á. Tao không có bị ăn đam. Thôi. Chú nói trái tin đâu. Không được, mua đi. Cũng đúng. Rồi. Tiếng ngại giữ mua vũ khí mày. Khôn lên rồi. Rồi bây giờ mình đi đâu nhỉ? Giờ mình đi đánh ếch. Ok. Bye bye. Tự nhiên do có cái mũi tên kia mình không bắn được sao ấy. Đúng không? Ừ. Đúng rồi, chú bắn một tên thôi mà. Thế là mình phải chứ đang tìm đam đi. Ăn thêm tí đam chết ai đâu. Đấy. Ăn thêm có tí đam chết ai đâu đúng không? Tao kiểu bất tử. Vãi cả bìu ngỗng là công. Gì đấy? Vơ vào vẩn. Im nào. Ok, trên này có gì đấy? Cả bìu. Đây không mở được. Vãi cả bìu, vãi cả bìu. Không nói đó. Không, nói thôi. Nào. Nhưng mà có mấy cái ở dưới chú chưa lấy vậy? Mấy hết rồi. Ê kìa, có cái vàng kìa. Nhưng mà nhiệm vụ đã tính tiếp á, từ tí. Quay xuống sau. Tao thề mày luôn, game này mà tao mà cứ nhở như là mày đến ngày mai đấy. À, đến ngày năm sau ấy, thề. Chúng mình là khám phá là chính rồi. Ây da, ơ kìa. Xong rồi, chốc, dấu hiệu chốc rồi. Cho kè. Chốc đậu. Ok. Mày. Từ nữa tao. Nó không, chú phải đánh nút mà nó ngoi lên cơ. À không hiểu rồi. Đây nhìn này. Từ. Chưa được. Ok. Bạn ấy nói đấy, bạn ấy. Nói đấy. Không nói nữa à? Bạn ấy. Sao lại mang vào đây? Hiểu chưa? Mày lại thách thức những người. Ok. Ôi. Hay lắm. Nín. Nói hơi nhiều đấy. Hai lăm. Tính này. Ok, đi chậm lại. Có gì? Từ. Một viễn cảnh không hay và chắc chắn sẽ có bug. Đúng không? Đúng vậy.
Đúng vậy. Xong. Có ếch đúng không? Có ếch đúng không? Nước sôi. Anh ơi, thịt chín quá rồi. Mẹ nó khô lắm rồi. Xong. Để đánh con này. Đánh cái béo nào được. Ôi dồi ôi. À, không, nó ra rồi, không sao. Tao giỏi đánh người già lắm, không người già đánh được, không sao, đánh được. Kìa gì vậy? Moki. À con này là NPC. Thì mẹ mày nói trẻ nó đánh chết mẹ tao, mày ngu thế. Mẹ nó to chết mẹ nó mà còn trẻ đánh chết cụ tao rồi. Ôi trời ơi. Nhưng mà sao chú đánh người già? Chú lại tầm. Ra bây giờ bọn trẻ đánh được đánh người già sao đâu. Chờ hết thời mình đánh nó sau đúng không? Gì vậy? Ok, B này. Ôi, giỏi đánh người giỏi đánh người già là học. Không, tao nói rằng ở nhà tao bị mẹ đánh à, mẹ sao tao bị mẹ đánh. Này, đúng rồi, mẹ mình dù vẫn đâu vẫn là con ngoan của mẹ. What? Gì giờ? À, nghĩa là chủng tộc của con Bi là chết hết rồi. Ok, phần 1 là con cuối à? Nghĩa là Bi là con cuối cùng của giống loài đó rồi, ngốc ạ. Oh shit. Nhưng mà tao tin là sẽ có một cái plot twist ở cuối game. Đấy là gì? Đấy là mẹ sẽ có thêm một con Bi nữa. Ôi, nó triết lý quá mày ơi. Nghĩa là mình vặn cái bánh xe đấy để mà dòng nước trở lại, đúng không? Nhưng mà đáng nhẽ chúng mình phải dịch chứ. Đấy, đang dịch đây. Con này muốn đi theo mình nhưng mà bọn Moki cần nó. Nói chung mình phải mang nước về cho cái vùng này. Hiểu không? Kiểu như cái sự tha hóa đang đến đây và mẹ mày không cho bị nhiễm độc nước ấy, biết không? Đấy. Và bây giờ mình mang lại nước về cái vùng này đấy, dịch cơ bản là thế. Tao ai đeo chín chấm nước mắm mà. Ơ kìa. Thế là mình không đánh nhau với cả con ếch này. Không, ếch là đồng minh mình. Ô may quá, mẹ mày thử đánh nhau với anh, sợ quá kìa. Em gọi anh là gì? Em gọi cháu gọi chú sáu nhá. Được. Ô. Thế cô Hà đâu? Chỉ là tao gặp thì gọi cô Hà sau. Đấy, bây giờ mình đến cái Wellspring này. Đấy, và mang lại dòng nước cho cái chỗ này. Đấy, thế thôi. Ồ, hiểu chưa? Kéo xa vãi. Khiếp, anh ơi. Khiếp. Mà khám phá nốt nhá. Sao? Nhưng mà giờ chỗ này không. Ơ kìa. Nó xuống đấy như nào? Chúng ta phải, phải mang nước mới xuống đấy được. Phải mang nước mới xuống đấy được. Mày là ai? À đây. Con kia vừa nói bọn Moki này cần cái con đấy ở đây, kiểu con đấy của người bảo hộ ấy. Đấy, ba qua tờ này, thấy chưa? Đấy, nói chung là mục tiêu bây giờ là mang nước về cái vùng này. Mày. À, chỗ chưa đi rồi. Còn nước độc cũng chưa đi rồi. Speak ra ngay. Ok. Speak ra. Nhanh không? Nhanh vãi cả bìu. Nhanh không? Nhanh vãi cả bìu. Ây da. Vẫn nhanh. Ok, cái gì đấy? Phát Amphibious. Cái gì cơ? À không, bọn mình quen mà, sao? Tao thấy game này nó rất giống cái ít tích tù của một điểm ấy. Đấy là thiết kế game mà đỉnh vãi đỉnh thế. Rất đỉnh. Alo. Moshi. Mày không phải là Moki, tao có thể đoán được thứ đấy rồi. Không, mày không quan trọng. Ồ, nó cho mình map đấy. À, và mình đưa bản đồ thằng kia. Nó đưa mình bản đồ, mình đưa thằng kia. Biết bạn rồi. Đưa cho con ếch á? Mà mình đưa cho thằng bán bản đồ. Thằng đấy ở đâu nhỉ? À, thằng ở trên gì vậy? Thằng đấy, à thằng ở trên mà. Ừ, thắng ở trên đúng.
xa vãi. Mình mở được nhiều phết rồi nhở. Mày tao khám phá mà lại mày India Zone ra vàng. Ok à? Không sao, India Zone cũng đang đặng mà. Ok. Đấy. Ok à? Từ. Thả mình. Ok nhưng mà ở dưới kia à, không phá, được. Không phá, không phá được, không phá được. Phá không nhỉ? Đấy là lý do chó bảo chú mua cái giảm 10% đen ấy. Vấn đề là tao có thể không ăn đam nhưng ok. Bắn đây. Mày. Giải đấu chúa. Giải đấu chúa. Ok. Anh là ai? Lại gì nữa? Cái gì nữa? Bán đồ đấy. Cái gì đấy? Không, thằng lại nó sẽ bán đồ ấy. Nó bảo mình đến gần để nó cho mình biết cái gì đấy hả? Để nó nhìn mình rõ hơn. Bán đồ để chúng mình chơi đồ. Ok, à, không có dạy này. Ừ ạ. Rồi, mua đồ vũ khí mới. Đây này, đây này, đây này. Ngô công, ngô công. Ngô không, ngô không. Ngô công, ngô công, ngô công. Đây, vũ khí gì bây giờ nhỉ? Fast travel. Cái này là để fast travel này. Cái này là... Mọng rào ánh sáng. Anh ơi, con chó nhà e nó làm con chó nhà hàng xóm có bầu rồi biết thế cắt cái của nợ của nó đi mặt mếu. Vâng, xì cái nha. Ừ. Spirit Star. Cái này là đoán xa này. Tao nghĩ đốt lửa sẽ mạnh hơn đúng không nhỉ? Hay là... Đấy, cái nào mình nhỉ? Cái này là thiêu lốc này. Cái này là phi giáo để mà... Nhưng mà tốn nhiều mana. Mình lo lấy thiêu đốt mẹ. Thiêu đốt. Hay bắn xa nhỉ? Đúng nhỉ? Có cái sentry mà hôm nước chú bảo là nó được nhất đúng không? Cái được nhất, cái chắc được nhất luôn. Nhưng mà tao muốn xem cái lửa. Nhưng mà cháu sợ là nó yếu ấy. Như kiểu cái cung tên của mình ấy. Tao bắn thế lấy lửa vãi. Đi mày kiểu mày người chơi hệ hỏa. Mẹ mày biết nhá. Mẹ tao kiểu người hệ hỏa nhá. Cái vùng này là người hệ mộc đúng không? X2 đam. Hiểu chưa? Ngoài đời cũng thế, tao người hệ hỏa mà tao đánh người hệ mộc là mẹ mày cũng X2 đam. Chú định đốt rừng à? Không, hệ kim đúng không nhỉ? Hệ kim đánh mộc X2 đam. Mẹ nhầm hết rồi, thế còn mẹ chú định, kiến thức. Chú định đốt rừng hay gì mà chú lại dùng hệ hỏa? Thì mày thử phát à? Nó. Wow. Hóa chả. Wow. Lửa lại một lửa màu xanh. Ôi trời. Xui cập lẹ. Ê, nói chuyện cái. Ủa cho mình đồ gì anh? Từ lúc cũng chơi với anh đến giờ toàn học mấy cái thói hư tật xấu đây anh Tân ạ. Nó học bị động phải chết. Ok. Đồ đâu rồi? Đồ ơi. Anh trai. Kiểu mình nổi tiếng ở vùng ngoại phép ấy, con này nhận ra mình. Con này con chuyên xây nhà này. Nó cần mấy cái quặng để mà nó làm ấy. Ui, còn xây nhà nữa. Xây ra thử không? Xây thử nha. Xây nhà để làm gì? Để nó xây cái spirit well để mà xếp để mà mình fast travel ấy. Quan trọng phết, quan trọng. Đấy, nó sửa cho mình để mình dùng này. Đấy. Xem game ở đây á? À? Xem game ở đây. Sau này kiểu mình có gì mình muốn quay lại là mình có chỗ mình quay lại luôn. Sẽ nghĩa là mình teleport được. À, cái này là xử lý hết gai này. Kiểu như con này nó làm cửa dễ hơn ấy. Ok, cảm ơn các bạn. Game mình nhiều cơ chế thế nhỉ? Ơ, đi xuống đi chú. Ra đây. Đấy, mình gỡ gai xong mình xuống đây được này. Nhưng mà mình chưa có đủ mấy cái quặng đấy. Em mày. Ui, nói chuyện nhiều thế. Con bác đâu rồi? Ui, giao tiếp đi. Đấy, độc để không có nước nên bọn này mất nhà ấy. Thế nó bây giờ nó cần mình phải mày. New service. Thằng này không tiếc. Thằng này là thằng update mấy kia. Đấy, biết rồi, chỗ quá. Hazikik. Nói chuyện nhiều quá mày.
Lại nói chuyện tiếp à? Oh hello. Oh hello. But I do not. Cháu chỉ kịp đọc đến đấy thôi. Nói chuyện cho vui mà. Mình nhiều thế. Why? Nhiều thực sự ý. Lại mày gì nữa? Cái gì nữa? You are smaller than I thought. Con này bị ngại, con này nó muốn ẩn mình hơn là xuất hiện ngoài đường đúng không? Ui rồi, à con này là xem đấy à. Nhưng mày thấy tất cả đều hoàn hảo. Tất cả đều có chỉ số, tất cả đều hoàn hảo. Nghĩa là mình có thể up level nữa hả? Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ mình cần đi đâu nhỉ? Mình cần lên đây đúng không? Mình lên đây được rồi đúng không? Mình teleport ra đây, mình lên đây được. Lên đây được. Ok, okay, hiểu. Ok. Ok. Cả trường. Cái gì đây? Đây? Cái gì đây? Giờ lên nhau. Giờ lên nhau nhỉ? Tao vấn đề rồi. Giờ lên nhau nhỉ? Đây. Đây kiểu đường không, đây là một đường không về em ơi. Đấy, sao chị không về được? Đùa tí, thử lòng viewer thôi. Chú mua giảm 10% đan. Em mày thích. Cái về nhà. Ok, vào đây đến đây nhà. Teleport. Không nút đấy à? Đến nhà. Space. À, cắt cái điện thoại nó che mất. Space to warp. Ấn cách để rực chuyển. Got it. Why? Chỗ này trông kinh vậy. Mày mang nước vào đây mà cái thành đầm lầy rồi. Kệ mẹ nó, còn quan trọng đâu. Mất thời gian. Chứ không kiếm tiền à? Đó, tao muốn đánh nó xuống dưới. Okay. Mày, tiền đấy. Nhưng mà đồng tiền kiếm trên xương máu của kẻ khác thì có gì mà đáng tự hào, đúng không? Thôi, đã bắt đầu vân vỡ. Giờ lên đây kiểu gì ta? Ê, lên đây kiểu gì nhỉ? Hay tao đi sai đường nhỉ? Ngỗng ơi. Tôi xem lại map đi. Đúng mà, bên đó mà. Nhưng mà lên như nào thì có ai bảo đâu. Nó lên kiểu gì? Không, cái này phải có cái gì mới lên được em ạ. Từ mình bị xước ở đâu đấy rồi. Không xước. Đây. Đúng ta. Xước xác. À đấy. Đấy. Có lên được đâu. Nhưng mà không lên được. Không lên được. Sai đường rồi. Có vẻ đó là đường, nhưng mà đường đi đâu thì không biết. Ấu đập. Đi ra đâu? Có mỗi đây thôi. Kệ, cứ cho đi khám phá đường đi. Tao đùa mày, mày đùa tao đấy à? Mẹ. Bom một phát là mày bay. Chỗ nhớ chỗ này tí quẹt sau, quẹt sau. Quá yếu với tao rồi, mày. Chúng mày bây giờ kiểu bị bắt cua dễ thế. Quen rồi. Kiểu mình. Ok. Vừa định bảo làm sao qua được mắt ông hoàng bố sạp. Nay pha này. Đấy. Đúng đường rồi đấy, trên này là đúng đường rồi đấy. Đấy, đúng rồi. Chuẩn luôn. Ok, không. Sao lại có người chú tối dại như chú nhỉ? Nhớ đấy. Từ, tính toán. Bình tĩnh. Tao làm viewer mẹ mày. Kịch tính rồi, ok. Đây nhau, ok. Lên. Này thì tính toán. Nice. Không. Lên với. Điệp mở. Lên với. Ây à. Không nhảy được. Từ. Cái rất logic cái này. Phải yêu cầu bạn bằng đại học Harvard. Chùa láng mới nào được. Nhìn từ. Hây. Từ.
Tôi chưa tốt nghiệp đại học rồi. Từ 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 cái từ ra cái làm nhau ta từ 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 đây 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 đúng chưa đúng chưa đúng chưa ha vâng chuột ai rồi cháy rồi sắp chết rồi từ từ ha vâng chuột lác đấy nhá hay à đéo được đâu bám cái bám cái bám cái ác gặp bám ơi bám ơi như nào xa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy chưa nó là sự kinh nghiệm kinh nghiệm đấy và nick nào vớ vẩn ok ok tao phí công từ đấy đến đây xong tao đéo được làm gì à ok có tiền đấy phải đi xuống dưới cơ nhưng mà có vẻ như là chưa được mà đến nhầm chỗ rồi. Ấy à? Hai bấm cái. Đến nhầm chỗ rồi, mình sai đường rồi mẹ. Thế là đâu có tưởng mình đi đúng. Ra cái làng. Tao bị đóng đốt cú đầu đúng rồi. Mẹ, mày tuần ạ. Ok. Bấm cái. Ô. Xứng đáng. Bấm cái. Ok, xuống cái. Kéo hơn. Đấy, xứng đáng chưa? Quá xứng đáng. Thiếu cái phần này. Ây ạ. Ôi dồi, xứng đáng quá. Xứng đáng. Máu mà không sinh ra, không dùng để mất thì sinh ra để làm gì đúng không? Mẹ mày có phải cho đi chứ em. Cho đi cho đời. Tao đã đánh giá chú quá cao. Nội bình thấu. Ok. Nhầm. Quá ở đâu? Phải làng. Về làng để làm gì? Chắc còn gì mình quên ở làng, chắc thế. Nhưng mà phải có cái công tắc gì để nó rút hết nước. Phải chắc chắn có cái đấy, nhưng mà đây mình lên chắc mình cần lên đây này. À còn đường này mẹ, bây giờ đâu để ý. Quê. Em chuyện người nhà. Mà lên nhà không, nhưng mà lên nhà thì không ai nói. Thôi nào, chú có bộ não ở siêu trí tuệ Việt Nam cơ mà. Lên nhà ta. Ơ? Nhảy từ kia qua. Nhìn đây qua chắc hợp lý nhất rồi. Đúng. Ok. Không đúng. Kiếm một tí đúng. Nữa. Không nào, dướng. Đúng. Dướng. Như nào. Ok, đúng rồi. Tổng hợp của sự khéo léo hòa quyện với sự thông minh bằng tao. Mà giờ như nào nữa thì không ai nói tiếp. Để em lại đi cắt. Ok, giờ lên như áo nhỉ? Chú ơi, khó thế nhỉ? Thế anh có một đứa cần nói chuyện luôn kìa. Mà lên như nào, thế được. Chú đi xong bên kia thì... Nhiệm vụ nó ra, ta biết nhiệm vụ nó ra đây rồi này. Nhưng mà bấm này không biết đường ra đây kiểu gì. Chú ơi không lên được rồi. Chú ơi cũng không lên được. Chú đi xuống. Xuống này à? Đây là nhiệm vụ khác, Nói chung là cứ phải lên. Nói chung là đường lên thì đấy, có rất nhiều đường lên hay kìa. Nó vẫn đây đang ẩn ẩn. Đây này. Sang cái. Kết bye bye. Anh Tuân làm editor cho Sắc Tăng phải không mặt cười? Không, điên à, anh làm editor ngoài đời đâu em. Sắc Tăng là gì ở đây? Sáng tăng. Đây có được không? Không. Đập. Ừ, ok. Oh. Ây da. Con này tụi nó khô bất thình lình nhỉ? Mẹ điêu thế nhỉ? Oh. Mà để lấy đồ thôi, đừng có vui. Lấy đồ thôi. Oh. Điêu thật ấy. Bên này. Đấy, đúng đường, thấy chưa? Tao biết hết đường này, chúng mày cứ cản tao đi ra bên trái. Đúng rồi, cái bọn. Anh cản. Chúng mày cản. Bọn ném bom mày. Đập nó, cái phát hỏa. Chú cái đồ không vú. Ok. Clip mới y chang clip cuộc sống hôn nhân của anh luôn. Bảo đi sang bên trái đi. Bảo cho không am cản chú, không cho sang bên trái. Đồ không vú.
Ok, nhảy lên tôi rồi xong. Xong nào, xong nào. Rồi chờ tí, sai đường, sai đường. Dừng, 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 mày. Bò. Yên tâm, biết phải làm gì. Biết phải làm gì. Bắt cua chúa. Chúa tại bắt cua. Mana không có không dùng thì để làm gì em? Con gì cơ? Nó bắn độc à? Mày kinh nhưng mà mày là hành kinh. Ai à? Không, xin lỗi. Mày... Tao không hoảng loạn, chắc chắn không hoảng loạn. Ui. Ai, bình tĩnh, xin lỗi. Chắc không có ai hoảng loạn đâu. Luôn bình tĩnh. Không, chết để hồi máu. Từ. Đã đi, cúp tên. Ok. Ôi dồi ôi. Panic vừa cười lừ ra. Kệ nó, ông trời. Đánh đi. Không. Không giao tranh. Nhầm hướng. Không, thử lòng làm cho các bạn thấy em kịch tính thôi. Đứng tựa game parkour không dành những người già. Ây da. Lý sinh ra bạc. Bye. Thấy chưa? Chuyên nghiệp. Mày. Tao còn dài lắm. Chắc là cầm bông bông. Ủa, sáng hơn. Wow. Chiêu lung linh muông hoa vàng. Bạn là nhất được chưa? Đi chưa? Bạn là nhất. Oh. Con sói nghe không tiếng. Đâu con gấu mà. Con này con gấu mà. Nó đang ngủ đông á. Không dùng được skin à? Nó ngủ đâu rồi? Mày ghê, người đang ngủ đi đánh thức người ta dậy. Tệ. Đây mà. Muốn lấy mà một... À, con này muốn đi tìm Rich Berry. À, nên có con gấu trắng đường, bây giờ nó đang ngủ. Coi thử, đánh thức con ấy dậy, nhưng mà nó không hoạt động, đang ngủ đâu. Giờ mình đánh thức con này dậy có gì? Mày lấy cọng lông. Gọi lấy nó dậy mẹ. Gió vào mũi nó. Mày gọi nó dậy, nó giết tao đấy. Alo. Nó sẽ bom na chủ. Được. Trở thành món cá ngừ niền. Như nào? Ôi rồi. Từ, xem đường, lại vội. Sang được. Ơ, chúng ta có cái gì màu xanh ở trên kìa? Tao mới để ý xong ấy. Đúng. Ok. Cái gì hồi mana. Phải không? Về cũ kìa. Tiếng Anh chú 9 chấm nước mắm. Gì á? Đấy trước đây là cái Luma Pool này. Đấy. Before the decay. Trước khi cái đề cây thì đây từng một vùng nước mà chú phú ấy. Nhưng mà cái đấy giờ toàn độc rồi, đéo chạy nữa, đéo có nước nữa bị thế. Là mình phải cứu vùng này. Đừng sợ. Chú Tuân chỉ đang bắt thuốc chứ không phải dịch sai đâu. Dịch đúng mà, sai đâu. Dịch hết đến Tết à? Mình hiểu nghĩa là được mà. Hay à. Không chạm tới ngốc ạ. Đủ quá lùn.
ở dưới có đồ mày quăng táp hôi máu mày. Tha minh ơ kìa mày à, mày đã tha minh. Thử mà hây à ơ kìa ý chú bắn rốt. Lê chú ơ nhưng mà đáng lẽ ban nãy chú phải nhờ cái đạn của con kia. Ừ phải nhờ nó lên đây mới đúng. Ừ sao đéo nghĩ ra nhỉ. Thôi Tuân ơi, Tuân hồ đồ không. Đây là không nào. Tuân không bao giờ hồ đồ. Hồ đồ rồi, quay đầu. Ây ạ. Không nào, làm lại. Hây da. Hây cư. Đúng chưa? Hây da. Quý da. Mày. Ui mày, chung. Cái phát nổ cũng được. Tao thông minh chưa mày. Ô con gì đấy, quái vật hồ lô kết à? À phá để làm cái bánh ấy, bánh răng có nước. Thế nhưng bánh răng bên trong hỏng hết rồi thì sao có nước được. Đều chua bận đi mẹ. Ok, nhầm hướng biết rồi, nhầm. Từ tối dạ quá. Tối dạ quá. Bà sao? Ok. Bà sao? Thấy chưa? Như nào? Đấy, thế là được cái gì? Bà sao cháu nóng như thế, hóa ra okay. Cháu có người chú tối dạ như chú vậy. Nhưng mà lên như nào? Từ. Trên này. Lên như nào nhỉ? Lên như nào ta? Từ, ngốc ơi, cứu chú. Lên nhá. Đi sao mày kia? Nhưng mà không phải mày này. Đúng sao mày nào, sao đây sao mày nào? What you mean? Phải. Sao không bên phải? Bên phải đi. Có đi. Con kia bắn kia. Mình chờ nó bắn mình dùng nó mình nhảy mà. Mày nhìn thấy mình cơ. Không sao, nó sẽ nhìn thấy mình. Nhìn tao chưa? Nhìn thấy chưa? Đấy, chú thấy chưa? Nhìn thấy. Ây à, từ đi đâu nữa, bên phải bên trái. Đi bám vào đây. À ha, ok. Lừa. Ây à. Không. Bị sai rồi, mẹ. Nhầm hướng rồi. Đúng mà. Chú à. Mày. Bong. Chết tao. Mẹ thằng ngốc này. Chú gà. Mày gà ấy, mẹ chỉ đường ngu. Chú gà ấy. Cháu không chỉ đường nhá, chú biết là chú ra đường nào ấy. Tao biết rồi, tao thử lòng rồi. Đấy. Dịch đi. Quên. Tao hiểu nghĩa mà tao quên. Ok. Ở một vùng đất xa đấy. Ơ con này đi tìm mình à? Tao vẫn không biết cái con đang trên thuyền này là con gì nhá. Từ phần 1 đến giờ tao chưa biết cái con gì cơ. Nếu con cú hay là con gì tao không biết. Nó không tồn ở trái đất. Nhưng mà trông mặt nó vui đấy, trông giống con vô diện nhỉ. Giống thật đấy. Trông cú tè vậy. Trông béo vậy. Béo như chuối. Đường mới. Đường béo như chuối. Đường mới. Hay à. Parkour. Mấy cái này làm trời nhớ đến cái phim Avatar ấy. Avatar. Ok, bám rồi. Bám được đây rồi. Ừ, chắc có chỗ khác là Linh. Wow, bro. Đi ra ngoài. Xoay đấy. Cái game rất giống với game Dark Side 2 nhá. Ok. Ôi. Cái gì đấy? Fast Experience. À. Đấy. Nhầm. Như là ok. Chú
chú non quá. Như là Ai non lốp xe bố mày non. Lốp xe bố chú non ấy. Nhìn đây, ôi trời, có dưới nhiều gai đấy. Hay à nhảy. Ủa mày bon. Piu. Đấy, cái di chuyển được đây. Mẹ kia bắt đầu bị cuống rồi đấy, bắt đầu mẹ sợ chim đến 2 giờ sáng rồi đấy. Giống lắm. Đâu rồi mọi người. Ô, no. Ai ạ. Chết rồi. Không được, mẹ mày, nó xoay. Thế game mỉm ác quá, game mày độc ác quá. Hay ạ. Từ. Giờ mình phải hiểu xem mình đi đâu đã. Hi, okay. Ngu dốt. Nó nhìn thấy giờ như nào? Đông phải chờ nó. Đến đi mấy. Nhưng mà giờ nhảy đây xong đi đâu nữa? Mình chưa biết. Lên trên xuống dưới. Nó có đường gì đây? Đây cái dây kìa. Đây, vừa đéo nhìn thấy mẹ sợ quá. Hơi non. Thôi, không non. Không non, ok. Nhìn thấy non. Cái dây mà không nhảy lên. Ngu dữ. Không non. Ơ, không qua đây à? Non. Ơ kìa. Non. Mẹ không, bắt con ngu gọi lão hóa rồi, không gọi là non. Ok. Qua đây nhờ. No. Làm sao mà non được? No. Không, chú bám vào cái kia kìa. Ức. Tao định nhảy ra kia tao. Thì mình phải khám phá mà, ức kìa. Không sao, mình làm lại cái gì đâu. Mày làm lại cái gì đâu. Tức cái lồng ngực á. Đấy, được chưa? Đúng chưa? Biết thừa rồi. Giờ đi nhà. Quay lại. Đây. Mà chú bám vào cái chỗ cái xe xanh xanh của em bánh răng kia à? Đấy. Đây. Đi rồi. Nói thôi. Đi rồi. Cứ nói nhiều. Chú ấy. Mất tập trung. Chú nào? Ôi! Who the fuck are you? Đừng. Bố. Yếu thế. Rồi. Yếu thế. Okay. Nhìn to mà yếu thế. Yếu thế. Vỡ à? Vỡ thôi. Ồ. Ai. Đừng. À ha. Rồi sao? Thả mình trái kìa, nhìn kỹ vào con. Hay à. Ok. Em cố thế chỉ được để được cái đấy thôi á. Ủa bây giờ bắt em ra hả? Phải cả piu. Không đến. Đúng chưa? Đúng rồi. Vãi cả bìu. Chú non vãi cả bìu. Có đường lên trên và đường xuống dưới. Cái này phải xoay cái mình muốn lên trên được nên mình xuống sang đây này. Thế bây giờ chú phải lên đi. Đây. Nhìn cái ra ngay vấn đề. Chết nào. Thôi tin địch chết. Trời như thế cơ mà mẹ. Có mũi kẻ thù. Thiên địch của tao có mũi kìa, Còn mũi. Ây da. Ai ui. Thiên địch của tao. Úi xoay. Ây da. Như nào. Tao biết thừa. Đây đường về mà. Không. Chú đi sang bên này đi. Mình chưa mở. Chưa sang rồi bên trái á. Quay cần kìa. Đánh nhau kìa. Sao cứ sang bên kém thế. Thảm. Ok.
chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nó có lệch được đâu. Im nào, biểu diễn thôi. Kém không, kém không. E xem clip thấy có đề cập A chơi R6. K biết A còn chơi K versus, liệu có thể hôm nào làm custom vui vẻ với viewer K à? Không, anh không chơi đâu em nha, anh không chơi R6 đâu nha. Đi đâu rồi, đi đâu rồi? Ô, chơi đồ. Bất cần. Như là đấy, kỹ năng mới. Em mà lại kỹ năng mới là thêm nút để bấm ngẫu ai, từ từ. Vui vẻ đéo gì. Oh my god. Nói gì của đấy. Tức là có chỉ rồi đấy. Nhìn cái hiểu ra vấn đề luôn, thấy chưa? Nhìn cái hiểu ngay vấn đề. Thử đi chú, thử đi. Thử rồi đấy. Thử lại, thử cái khác đấy, thử để mà leo lên. Wow. Why? Wow. Game nó bị bắt cua nhưng mà không hợp với người già mày. Tao đéo chơi mấy game của này được mày ạ. Bỏ mẹ rồi. Chúa mà. Bây giờ đấy. À bám vào đây được luôn này. Mũi thảm màu xanh bám được. Má đu hộ. Được rồi, nhìn cái hiểu vấn đề luôn. Mày làm sao nhỉ? Có niềm tin vào tao nhỉ? Đấy. Wow. Ui, game mà đi dài thế. Anh trai ơi. Map rộng vãi trưởng. Wellspring không phải là chỗ mà mấy thằng đi loanh quanh đâu. Kiểu người đi lang thang á. Nó sẽ không ở đây nếu mà nó không bị mất cái la bàn. Ở trong lần chuyện gần nhất nó đi qua đây. Lại giúp nó tìm cái la bàn. Mẹ mày. Tự tìm đi, mày có mắt mà, mày có đôi tay mà. Nghe thầy hướng dạy chưa? Mẹ mày. Ngốc, đau đắc cho tao file thầy hướng dạy cho tao đưa thằng nghe. Mẹ mày thề. Phải làm thì mới có ăn. Không làm thì chỉ có ăn mức thôi. Mẹ học hết rồi thế. Ngôn thực ở buổi thực cức. Nào. Ngôn từ. Xoay đây. Ok. Gì vậy? Tôi tưởng mình chết rồi đấy. Mẹ. Đúng rồi, chú tuân 2k4, ngỗng 2k7. Nhầm đi đâu được. Mấy tiêu, tí lại có mấy đứa lại đi sổ bàm ấy. Tớ trẻ ra. Ây da, ok, đang mượt. Má. Không được, không với. Với được. Từ. Với được, ok, không với được. Không với được. Too late. Nhưng mà chúng phải với cái gì ấy nhỉ? Tao bị lạc rồi. Em tưởng anh lên cái cổng ở trên lấy cái la bàn này kìa. À ừ đúng rồi, quên. Không, la bàn là nhiệm vụ phụ mà. Ừ thì đi, các mẹ đang tiện ở đây thì lấy làm mẹ đi. Không. Một con nhiệm vụ phụ nữa nhưng mà phụ làm chứ, mình nhân vật chính là nhiệm vụ phụ anh ạ. Ơ. Thì sao đấy. Chứ làm gì có nhân vật phụ đâu mà làm nhiệm vụ phụ cho chú. Mà mày tự làm chứ, mẹ mày có làm mấy quang nữa rồi. Đưa phải làm nào nó xoay chứ. Không thì làm sao mà. Trên. Ây da. Hãy sợ. Đâu, trên không có gì cả, lừa. Trên có cái cổng này thấy. Từ, bình tĩnh. Tập trung trí tuệ nào, đâu rồi. Đấy, mẹ còn, thấy chưa. Ừ thì chơi làm gì nữa. Đây là dưới. Trong ngôn ngữ ở vùng ra loại là dưới, đây là dưới, nói thôi. Đây là trên. Đây là dưới, tao bảo đây là dưới. Mày xuống gai, ok. Nhưng mà nó là trên. Ây da, cho tao xuống gai. Hấu đập. Ây da, bấm. Ây da. Sao nhiều vết xước thế nhỉ? Từ. Ây da. Ok, đéo chết luôn rồi. Cái lửa yếu thế. Cái lửa bị yếu.
Úc ạ. Khoáng. Nào, ông ngay bên cạnh, đùa. Lấy mày, lấy mày. Nhà tao giết tao bằng đòn của nó luôn. Ok. Đâu đấy à? Mày vào trong. Ok. Hay à. Sửa giọng. Sao mình bị xước ấy nhỉ? Mày. Ok, ok, không, không. Tại không. Mày đấy, mày đấy. Đúng rồi, mình phải sang kia nhưng mà tao mẹ Tuấn ơi, thề. Sướt quá. Sướt quá. Lại đi lại từ đầu à? Mẹ lon ton lon ton đi mẹ. Bye bye, bye bye. Đèn thế nhỉ? Không cái cay bị nhiều. Ôi, bị nhiều thao tác. Cái kia ở trên, thủ bám vào cái ở trên. Bám vào cái đấy đi. Đây đây. Ông respawn à? Ây da, ôi. Mày tránh vỏ dưa, gặp vỏ dưa. Rồi xem kỹ đường nào. Lên đây này, xong lên đây. Ờ. Ây da. Đấy, lên đây xong sang kia. Sang kia cần con ong. Ok, hợp lý rồi. Ong. Không, lên đây luôn đúng không? Đốp nhỉ? Không, không được, không được. Lên được. Không được. Được. Chứ. Không được, đấy. Xong xong này sao nữa tao không biết nha. Lên được không? Lên được không? Không được. Lên được. Không lên được. Lên được. Ẩn ơ ong. Ong. Lên kia bay này. Lên kia bay lên, bay lên. Đây. Chính nó chia quá. Đấy. Quá, quá ác quỷ kìa. Mà phá được nhà tao. Tìm ác quỷ. Cái phá nhà nhỉ? À kìa kìa, phá được. Ây da. Ow. Không được chết. Ui, tưởng chết mẹ rồi, may quá. Chị Trang à, em cứ bị nó giọng phát đi, em thấy buồn quá. Cứu tao vậy, giờ như nào? Ok, ok, thấy rồi, thấy. Ô. Ô. Oh. Hiểu. Hiểu rồi. Bọn nó không làm cái giọng đó thì bọn nó không làm cách vậy thôi. Tại bọn nó không có giọng đó. Im nào. Ây da. Ôi, thủ nịch chứ. Đây. Ok, không tới nhỉ? Sao nhỉ? Lên được mà. Chỗ này nó bị mẹ mày khó. Chú vừa làm kiểu gì, còn gì nữa. Tao vừa làm nhau nhỉ? Không, cái cục xanh cái cây ở trên á, anh kéo cái cây ở trên xong rồi nhảy sang á. Ừ nhưng mà sao vừa anh làm được mà rồi anh cố nhảy đéo được nhỉ? Đây thì như vừa đấy là làm lại đấy, được rồi, lên. Lại lên. Lên này. Lên. Sang đây. Rồi lên đây. Đấy. Đây. Kéo sang. Đây. Kéo sang cái lại về cái chỗ đó. Đấy, nhảy lên đây, nhảy lên đây. Đấy mày tao đấy, thấy chưa thì anh làm được cái đấy thì còn hỏi gì cái kia nữa. Mày lo cái gì đến tay người già không? Em hiểu thì chú người chơi mà. À đấy, có cỏ đây, có cỏ rồi mày ơi. Con gấu chết với tao. Con gấu chết với tao. Có cỏ lỗ mũi tao cạo lỗ. Ôi có thảo dược rồi mày. Chết luôn. Hả? Xuống chú, xuống ê. Từ từ cái đó. Xuống ê. Đúng là quang không thời cuộc. Ok. Xuống ê. Mai mày. Úi trời ơi. Từ từ. Từ từ làm sao? Mày đây. Panic game. Không phải được. Ôi. Nhiều gai quá mẹ. Ok à. Thôi xong. Nó ra mình lại rồi. Tao kinh nghiệm đánh nhau với nhiều người một lúc. Như nào?
Quả yếu. Con này yếu. Ôi, kéo đi. Đụng hết, đụng hết từ đông thơ. Mẹ ngay. Mày. Thích nhảy không? Ây, đụng đi. Đụng, 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 đụng. Né đi thú. Bông. Được rồi, không ổn. Đấy. Có lửa, có lửa, có lửa. Mày có lửa, mày có lửa. Bông. Mẹ em, tao tưởng có, con tưởng có bộ hung ra, tao sợ bộ bộ hung rồi mẹ. Ơ. Khí. Ủa. Ủa công. Sao nhiều, sao nhiều ủ công ấy. Giờ mình phải phá nốt ở trên kia để mình mà sao con khỉ ở đây nó không phá hộ mình đi. Ừ, thấy vô lý không? Thầy hiểu. Mẹ mày lại chưa nghe câu của thầy Huấn rồi. Phải làm thì mới có ăn. Đấy, quay rồi thôi. Không làm mà rồi có ăn. Mà sao mẹ mày vùng này hào làm sao nhiều gai thế nhỉ? Nhà phát triển game làm. Đi 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 đi. Ayaku, Ayaku. Kính chúc sư tại đi. Cho anh Tuna 30k ăn sáng nè mặt cười. Em nhạc đường trên đi. Ai vừa nãy không? Mình vừa đi từ đường này xuống mà. Mình đi từ đường này xuống mà. Đâu, mình đi đường kia mà. Mình phải lên đây mà. Mình phải lên đây mà. Mình đi đường này mới mà. Ừ. Ơi, đường kia là đường mới kìa. Hai đường này là đường mới kìa. Đường kia là mình vừa nãy mình mở. Phát quay từ đường xuống. Đường dưới nó mới mở kìa. Đó, cái đường này nó mới mở nè. Hold up. Hold up. Ây da. Đấy. Đúng chưa? Ui mẹ lại giải đố rồi, chết rồi. Mẹ em sao game này nó giải đố nhiều thế nhỉ? Mà sau khi đó anh không cần gì có não. Bỏ con mẹ em thôi. Tiếc thật. Chị nào, chị okay, thông minh rất... Chị thông minh rất có ích nhưng mà chú Tuân lại không có. Này, mày bao điểm đại học hỏi đi. Ây da. Chú đoán xem. Ok kìa. Mày ạ. Kìa. Đấy. Game này đáng nhẽ là chơi bằng tay cầm này. Hơi sai lầm. Từ tính toán ăn, nhìn đường đã. Cứ xuống đi, xuống đi. Từ mẹ người ta phải chơi khéo léo, phải chơi tính toán. Từng bước để đường đi lướt bước một. Đấy. Ơ à. Có gì kỳ vậy? Có gì kỳ vậy? Chết mẹ, lại giải đố rồi mày ơi. Kỳ vậy? Gì vậy? Ủa là sao? Tao đang cái điều đấy đừng ngược lại mà. Ây da, mày. Điều đấy đừng ngược lại mà. Dừng. Ôi, dừng. Không, đéo dừng à. Đấy. Mày em hỏng rồi mày ơi. Dừng. Này, có gai. Thôi cường làm gì? Xuống có biết không? Đây. Sang đây. Ây ôi. Dừng còn phát nữa chết đấy. Bị tích. Hấu đập. Không. Ôi nhưng giờ lại kéo cái này lại về chỗ cũ. Từ. Chưa hiểu. À đây phải sang đây. Sweet slot. Phải sang được đây. Trời. Sang đây nhà tao không biết. Phải kéo lại. Cảm ơn nữa. Phải cố sang ở đấy của gì nhỉ? À, nghĩa là đấy, đó. bây giờ mới được. Okay. Bây giờ mới được. Phải xoay hai lần. Đấy. Xoay ba lần rồi đó. Ba lần. Đấy. Đây rồi, đôi giày. Mà lấy đồ. Chuẩn bài. Đôi giày đây rồi. Một cỗ máy. Sự logic. Nope. Ây à. Gì vậy? Nope. Lỗ hổng.
An toàn. Đấy. Phi lên rồi. Đúng. Nhầm. Đúng. Sai. Bên này. Ui. Đoạn này nó mẹ mày khủng khiếp thế nhỉ? Kệ nó, không giao tranh. Không giao tranh đừng. Ê. Mày con kiếp. Lấy kinh như nào? Trên kia. Mày chết của mày. Cút xuống dưới. Ấy da. Ôi. Mày. Ấy da. Chết của mày. Sao mình chết cái nhỉ? Từ từ. Nhìn kỹ đã. Lại bị vội rồi. Ok, cháu nhìn đây. Cháu dương mắt ngỗng lên. Như nào? Lào. Má ơi, nó khéo léo đến từng người chơi. Ồ, cuối cùng cũng được. Finally. Mẹ mày mở cái này thở oxy đâu mẹ. Thở oxy. Mở cái này vãi cả bìu. Ít cả bìu. Trên này cái gì kìa? Ồ, phi tiêu kìa. Ồ, đúng không? À không. Cái la bàn. Fuck. Tao tưởng đây cái phi tiêu. Shit. Ờ. Ừ, là về đúng rồi. À thế. Đấy, đưa thằng cái la bàn cái. Đấy, nó nợ tao rồi, đưa trả đi đấy. Đưa gì em á? Ơ kìa. Gì đây? Không qua phải có lại chứ. Mẹ đúng một cái này. Đéo đạt. Giờ mình có chỗ con gấu đúng không? Đúng không? Như thế. Đây. Oh, hand to hand. Mình qua cái này, mình qua đây. Qua đây như nào không ai nói à? Có, mình... được qua đấy anh. Ok, xong mình ra tận đây đây. Xong mình ra đi đâu ta? Có đường qua ngay góc á. Chắc lên đây à? Có đồ mới ở đây. À, lên đây rồi. Phi qua chú ơi. Không. Bác. Lên. Không lên được. Chết rồi. Chết đâu. Mày đánh hít thở, ơ kìa. Từ từ. Chú. Biệt. Mày cứ nói điều hiển nhiên. Trên này có gì không? Còn nhiều đường. Nhiều đường quá, cái quên hết đường rồi. Tao đẩy không vực này. Đi lại. Ơ kìa. Bình tĩnh. Tụi anh kẹt quá. Hiểu. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Mẹ ơi. Chu choa mẹ ơi. Hỏng rồi. Đúng rồi. Rồi rút kinh nghiệm. Giết luôn. Cứ cố làm mẹ mày điểm stylist. Mày. Mama. Đấy, có đường rồi. Từ từ, bình tĩnh. Ok, chú. Xem lên chú. Giờ lên như nào? Chú nhảy lên cái chỗ quay, cái chỗ, cái, đấy. Nhầm hướng. Ồ, sao vậy? Bên kia có đồ. Một cục mana. Một cục mana. Chó má thật ấy. Người ta cố như thế cho ta được cục mana. Mẹ quý hóa quá. Cái gì đấy? Qua đây. Đường kia trông to vãi. Không nhảy được. Vô đó. No. Không lên được kìa.
không phải nhảy được, phải nhảy được, phải nhảy được, nên mình vấp. Tối đa, tối đa hóa khổ đau. May đây là tao mới làm được đấy. Xếp cái. Không đua nhá, không đua, thề máy điêu đua lắm. Đâu mà máy đua điêu lắm. Nhưng mà đua được 1.000 tiền đấy. Đây là cái raffle đây kìa. Dưới có gì không? Thôi xong lỗi rồi. Xước rồi, sau nhảy xuống dưới làm gì? Úi dồi ôi, có. Không, nhìn chưa? Ủa thiên nhiều tiền kìa. Từ con chó này. Ây dạ. Úi dồi ôi. Bong. Ây dồi, bong. Câu chuyện lên đây như nào? Lại câu chuyện khó khăn rồi. Ok. Ở trên có cái kéo rồi chú. Thấy rồi. Hey. What the hell? Harry Quick. Nhanh nhẹn như người nhẹ ở. Ui. Như nào nữa? Ông đi chỗ đua mà. Ở trên. Đéo đua được đâu, thề. Được. Đua được. Tớ tin chú mà. Đua thì ngu, thích đua mẹ ăn thề đã. Tớ tin chú mà. Mẹ đua kịp giờ rồi, cố hết sức nha. Cố hết sức. Đéo đua được, chắc luôn. Ê ơi. Dài thế. Vãi cả bìu. Từ từ tập trung này. Tập trung này. Làm đúng một lần. Vãi cả bìu. Ê ơi. Mày đi. Ôi, à. Vãi cả bìu. Thôi, tao làm được. Có té le không nhỉ? Có té le. Thế à vui. Ui, nó nhanh chứ. Nhanh lên chú, tu đi. Đúng rồi, chú ơi. Xong đi đâu đó, tao không được đường. Yeah. Tao không thuộc đường. Nó thuộc đường. À, thôi xong rồi, ai à, không được. Đi mà. Không ạ, không từ bỏ. Không từ bỏ. Kịp. Không. Nó mượt quá. Lại. Tao đéo thuộc đường mày ơi. Đi chú ơi. Có cho. Mẹ sao chỗ bị xước ấy nhỉ. Được, tôi làm được. Ê, cái gì đấy Tuấn ơi. Thở oxy rồi đấy. 1.000 vàng đúng không? Nghĩ phải nhờ, phải nghĩ đến tiền. Tiền. Không! Đúng. Đúng rồi. Đâu nữa? À, phải nhảy lên. Lại lần cuối. Có tao bạn. Chú ơi, cháu đi chú mà, vì 1.000 tiền. Ai chẳng biết là vì tiền. Nó lại đồng tiền. Tập trung. Tập trung. Đi đấy chú ơi. Go. Biết rồi. Đúng rồi. Nó lại đồng tiền. Đâu nữa? Đâu nữa nhỉ? Chú. Nó đuổi ở trên kia, treo. Phải lấy hướng, phải... Tao bị... Đã đầu mượt rồi đấy. Nếu được rồi, phải làm lần cuối. No. Tập trung vào. Bắc cua. Lên.
Bắn. Đây rồi. Đưa. Lên. Như chéo thứ nhá, chéo. Đây. Đấy, đúng rồi. Ôi, đưa. Ơ kìa. Chạy đi, chú ơi. Không được quét mất rồi. Hơi vội rồi. Quên mất chỗ đấy ạ. Mẹ mày, chỗ ấy phải lấy đà chuẩn cơ. Chỗ đấy hơi vội rồi. Mẹ mày đéo thuộc map ấy, mẹ đéo nhớ đoạn sau đoạn nào. Nốp nhỉ, nốp phân nữa nhỉ. Nốp. Không phải thua như này được. Tao là con người không biết thua. Chốc rồi. Lại đi chú ơi, lại đi. Không, lại cái gì mà lại. Đổi kịp mẹ không ai cho thế. Chín năm thôi. Kịp mà. Kịp, không gì mà ngại cả. Lên luôn. Kịp. Được. Chỉ không sức rồi. Bám. Nhiều bị xước nhiều quá. Ô kịp. Đoạn này chết lại bị xước rồi. Không. Sửa sai liền. Đoạn cẩn thận. Hết đà. Đúng rồi. Mày. Hãy đỡ. Ông chùm bắc cua. Chú tao lại. Ây dạ. Vừa đang vui. Ây ạ. Vừa phải tập trung vãi cả Bill. Trái hát vãi. Đây đường này. Thề đời tao lần đầu tiên sao. Cái đi đâu nhỉ? Tao quên mất đường đi đâu rồi mày ơi. Bây giờ mình phải làm nhiệm vụ thì tiếp. Quên mất đường ra đâu rồi. Rồi thử bây giờ thử đường cái. Đây đúng đây rồi. Đúng đây. Ok. Ok. Mẹ con rắn này bắn chú tao. Đúng không nhỉ? Ừ đúng rồi, xuống đây lên kia xong. Ấy chuột. Quên máu kìa. Rơi đi rồi. Mình xuống đây. Ok, xuống ngay. Đúng. À, không, sai. Thì đúng hay sai? Mình phải lên đây, cái bên này mình ở lên đây mà đúng không? Thì mình phải lên bằng... Bằng bên nào thôi? Đi lên. Đấy. Ừ, vẫn không được. Cái này à không, trên này. Lên như nào người ta không nói. Ở trên này bị bịt mà. Để đây trên này. Cái cổ chú bám vào kia kìa. Chú bám vào. Đúng. Thử nhá. Vào. Biệt. Ấy ạ. Không thấy gai. Đây, ơ kìa. Chỉ thế thôi hả? Mẹ mày lừa rồi, mất công thế. Vậy thôi hả? Mày. Chỉ có vậy thôi hả? Không, còn. Đâu, đường này chú đi rồi mà. À, mày thế tôi mở đúng cái đường đấy á. Chạy thở oxy là cái mày map rộng quá mày ơi. Ngựa ở trên đỉnh á. Vậy mình cần lên đây này. Chỗ nào đây nhỉ? Đâu rồi? Đây, mình cần lên đây này. Nhưng mà lên nhà tao không biết. Lên kiểu gì mọi người? Sẽ có mấy cái cửa cái cổng đầu á. Cổng nghe cổng này. Chú ra ngoài lại. Okay. Cổng ở trên. Cổng ở trên chú. Bây giờ tao nhìn cổng rồi.
Chúng mày parkour sau quả rồi, mực lắm rồi đấy. Mực lắm rồi đấy. Trời. Giờ xước làm sao? Có huấn luyện cả. Có huấn luyện cả. Có huấn luyện tập cả, sao mà xước được đó. Mẹ mày. Mày. Chó biết thì vào lễ hội luôn. Đúng, đây còn trên này nữa là xong. Đây. Oh. Nice. Wow. Cái Wellspring này từng là một thư viện vĩ đại. À, mẹ mày, tri thức chảy qua đây như dòng nước, chảy qua tường. Dòng nước ở đứng bia đứng yên. À sao ta? Giờ mình anh trai. Anh em vũ khí rồi. Help me, help me. Xong present là cái gì nhỉ? À cái gì? Tôi chưa kịp đọc. Rồi xem kỹ năng cái. Kỹ năng mới không? Ui. Mày may mà mở kia đủ tiền đấy. Đấy rồi. Thấy chú thấy chưa? Cháu bảo chú tới đua đi còn gì nữa. Chú thấy chưa? Chú thấy chưa? Nghe ngỗng. Nghe ngỗng là nhất. Cái không kia búa đủ, búa đủ dùng lắm rồi đấy. Nhìn này nhìn này. Ui. Như nào? Ui. Vùng này giờ mình là chúa rồi. Hú hú. Xếp cái, xếp cái, xếp cái. MTP cái. Let's go. Let's go. Go go go. What the fuck? Bây giờ làm gì? Mình không biết làm gì không? Đấy. What? Nước nước sạch này. Ok. À cái nhiệm vụ này. Phải đưa cho ai đây cái hạt giống này? Đưa cho ai? Mà mày hỏi tao, tao hỏi ai? Ơ chú ơi có đường lên kìa. Đâu? Cái bản đồ ấy. Có đường lên kìa. Đường lên nhưng mà không đấy. Lên được, nhưng mà không lên được. Không mà không không. Không bám được vào cái đèn à? Không, không bám được. Thử đi. Ok. Không bảo là phải kỹ năng gì đấy, phải kỹ năng gì đấy. Không bảo được, không bảo được. Bỏ à, chua luôn. Chú nhìn thấy tôi. Chú Tuấn ơi. Sao? Chú đâu? Chú đi sang ấy nha, thử sang bên kia nha. Ok. Tại đâu? Sao chú bám vào tường trên kia kìa, ở trên đấy, ở trên đấy. Trên này nó có cái xanh ở kia kìa. Chú chỉ cần đi ra một tí thôi. Nhảy lên xong rồi bám vào cái tường không? Cái tường cơ mà. Không được. Tường nào? Cái tường cơ mà. Tường nào? Đấy, cái chỗ. Đây à? Cái chỗ tường vòng vòng ấy, đúng rồi, bám được không? Không. Phải kỹ năng gì đấy rồi, phải kỹ năng gì này. Xuống dưới mà, xuống dưới đâu có gì, nhá giờ mình mang hạt giống mày đâu. Đây. Bây giờ đi đâu? Giờ phải lên đây, nhưng mà lên đây như nào thì không ai nói cả. Đây rồi. Tìm hiểu mà. Có đường lên mà. Chắc sau này có kỹ năng gì ấy mới lên được mẹ. Double jump. Double jump rồi mà. Triple jump. Quadra jump. Quadra. Penta. Dần, giờ thôi kệ, vấn đề chính là giờ video rồi nhỉ. Rồi đéo lên đây được rồi. Thôi lùi về cơ mà. Liên quan gì ấy qua đây rồi. Bây giờ đi làm gì? Mình ra đây à? Không, cái này là nhiệm vụ phụ mà. Hand to hand. Hay các bạn bảo trên này có cái bám. Một bám ở đâu? Các bạn bảo lên trên cái đèn mà. Lên như nào? Các bạn bảo nhảy lên trên cái đèn mà. Xong double jump đi mà. No. Ừ, suy nghĩ mà. Đây nha. Các bạn nhảy lên trên cái đèn. Nhà sẽ không có cái gì phải cách... đèn. Cứ nhảy lên cái gì? Ây da. Cố nhảy lên á. Có 3 cái trăm á. Nhưng mà tìm cái 3 trăm. Đấy. Ý. Tao làm. Thế mà chú bảo không làm. Không, đấy là tao nghi ngờ bản thân. Nhưng hóa tao làm được rồi. Ha ha. Tao không ngờ mình giỏi thế. Ok. Ơ.
cái con đéo gì đây? Ô con gì đây? Ô cảm ơn ngộ không bye bye. Chạy chạy chân anh cơ, chạy 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 em sẵn sàng rồi. Ôi giời, à mày đuổi tao quá, nó đuổi tao, mày biết tao là ai không? Tao mà thắng một đua đấy. Sao đuổi hộ bố mày cái, biết bố mày là ai không? Sao ông hoàng tốc độ như nào? Như nào? Tự nhiên lại từ tập trung. Ê, xin lỗi. Mắng chiêu lung linh mua hoa bạc. Mình xin lỗi được chưa? Được chưa? Anh lung linh mua hoa hồng. Xin tôi bị thua bạn thắng. Em đi thua ơi. Gai, ôi giời nó to thế. Từ nó mẹ. Không. Nope. Ấy à. La. Ủa, những đoạn này tao kiểu tập trung cái này tao kiểu lại gáy rồi. Đừng gáy nữa. Tao xin mày tao ạ. Tao xin mày chạy đi. Nó to thế. Khỉ đâu? Ngộ năng cứu sư phụ với. Cứu sư phụ với. Ngộ năng ơi, cứu với. Cứu với ngộ năng ơi, đi mà. Ai à. À. Ôi trời. Xong rồi. Tao nhìn con chạy nhanh không? Nhanh lại bảo không nhanh đi. Lại bảo không nhanh đi. Ui. Ờ, cái này one shot rồi anh. One shot mày em. One shot mày em. Ghê. Ui. Thế. Ồ, có nước rồi. Nước trong rồi đấy. Nước trong, nước toilet nhà tao. Có nước rồi. Lại bỏ chuyện toilet nha, hôm nay tao để ý nha. Là cái vòi xí đích nhà tao ấy. Nó nối với bình nước nóng. Ngông ạ, vòi xí đích bằng nước nóng. Đi mẹ rác vãi biu. Tuy là cháu không bật bình nước nóng nhưng mà nước vẫn ấm vậy chưa. Xuống được đúng không? Nước sạch mà. Nước sạch thì anh đi mấy cái chỗ mà anh không đi được á. Là được rồi đấy. Anh ấn spay bơi nhanh. Không. Đi vào. Cái quặng này nhiều vãi. Để gặp cái về tôi mày sửa đồ cái. Cái hạt giống đưa cho con sóc ở chỗ ông xây cổng á. Tao biết rồi, tao biết cái đấy rồi, để ông xây mấy cái tao biết mà. Nhưng mà... Ok. Đã tao phải lấy cái phát travel bất kỳ đâu mẹ. Đó, nhìn nó đáng yêu vậy. Đâu rồi? Đi qua nào mà đi qua đây mà. Có gì đấy? Vẫn là mày. Chưa chết. Bắn này. Thử kỹ năng rồi. Ông hoàng múa sạp này. Mày sao yếu thế? Không, yếu lắm. Đánh dài được anh. Đánh dài được. Con gấu này. Ơ, tao có cỏ mà. Chắc không phải cỏ đấy. Đâu cỏ? Vừa đang bó cỏ mà. Không dính mũi được à? Thảo dược đâu? Đâu thả dược đâu? Kia đã. À, thảo dược chưa? từ nhạy cảm. Anh vừa nói chuyện đấy rồi. Từ nhạy cảm nhá. Okay. Cháu bảo thảo dược thôi mà. Thảo dược là từ thảo nhạy cảm dược. Đấy. Tại sao thảo dược lại từ nhạy cảm? Tưởng Mai Thúy mà từ nhạy cảm. Thảo dược từ nhạy cảm. Đứa trẻ không ngoại. Giờ tôi rất nhạy cảm nha. Anh ơi. Ơi. Thảo dược có phải nhạy cảm không? Không đúng không? Có. Ừ, đấy chưa? Chúng mày non. Ta đây. À, ok. Tùy trường hợp. Mày cứ đến đại học là mày đến mày đại học đúng không? Mày sẽ đến bên lớp của mày, mày hỏi chúng nó xem mày chúng mày hút thảo dược không chứ chúng mày biết ngay vấn đề không? Hiểu vấn đề ngay. Hiểu ngay vấn đề. Ây da.
Ủa ôi. Ơ nhưng mà sao anh... Ôi ôi. Hả? Ủa, anh nhớ anh chơi tới đoạn này là đống máu với đống mana chứ anh không lộn. Gì đấy? À, cái này là... Xây nhà đi. 8 cái, 8 cái, đéo đủ 9 cái nhỉ, cái này là gì? À, cái này để xây nhà cho bọn Moki này, cái này là để gỡ, mấy cái... Mấy bụi gai. Cái bụi gai không sao, bây giờ Việt Nam mình đang có trang là từ thiện, tao xây nhà chúng nó đi. Vậy cả bìu. Vậy cả bìu. Chuyện xe anh nhảy tùm lum được. Ê, cái con này là cái con nó hay đánh chú đúng không? Đâu, bọn đánh tao là bọn tha hóa. Con này mà... Thế, thế kia rồi. Bọn đánh tôi chứ tôi là bọn nghiện. Ok. Let's go. Tao nhìn nó di chuyển mở rồi. Ây da. Nước được trong rồi. Vừa hết câu kia được. Kỹ năng mới gì không anh trai? Đây phải lấy cái này. Phải lấy cái này. Fast travel. Select spirit else on the map. Walk to the water water. Đó, có kỹ năng rồi. Mày ở... Cái gì đấy? Tao có kỹ năng đục đất mà. Mẹ game lừa. Yeah. Bắn đi. Ok. Được. Gì vậy? Đây. Trong khi có cái mộ... Bắn đi. Hiểu chưa? Ok. Mà quá trễ rồi em, mà giờ đi về lâu lắm. Thôi. Không nhìn đường. Mày có mỗi rác rưởi không thèm giết luôn. Rác rưởi. Riêng mày. Yếu thế phí. Năm lốp cái đấy không. Á. Là. Đùa năm lốp đấy. Phải là đồ chùa đâu. Ừ. Năm lốp. Chủ có video mà. Video. Không, chưa mua. Anh ơi. Chú sáu. Con gỡ được mẹ nước rồi. Con mang về nước về cho bản làng mình rồi. Đây rồi. Ừ, con về rồi. Đây. Con về rồi đây chú sáu. Đúng. Đấy, nó bảo tao vừa mang nước cho vùng đấy. Giờ con được gì không? Huân chương gì không? Đừng nói với con là con phải đánh chú nhá. Điền đéo có chuyện đấy. Ấy mở cửa rồi, đây rồi, đi qua rồi đấy. Cảm ơn chú Sáu nha. Cảm ơn chú Sáu. Chú, nhưng chú hơi béo nha, tập gym đi nha. Thật kìa, sợ body shaming nhé. Chú béo thật mà. Không, như thế là tệ. Chú tệ. Ê, mẹ mày bị xá thế, chưa có à, bọn. Bây giờ chú phải đi. Bây giờ chú phải đi lấy cái lông đấy xong rồi chú thổi vào mũi con gấu rồi chú đánh thức nó dậy. Ờ, đúng rồi. Đấy, nó cảm ơn tao vì cái vùng này có nước rồi. Tao làm đấy, ai đi tắc. Tao xây cả nhà chúng mày đấy. Làm xong không biếu xém gì à, tệ vậy. Làm việc tốt lại mong biếu xém. Mày tính làm gì? Làm giàu từ thiện à? Mày tệ. Ôi! Lại con rắn kìa. Đúng rồi, bây giờ mày ốc xí. Nó bắn kìa. Thằng làm sao con được. Bắn đây. Đúng rồi. Cậu đéo không? Rồi, đúng ba chú cháu. Cương nhưng mà ở dưới nước, cương như ánh viên. Ôi rồi. Đúng. Dưới nước. Trời ơi. Oh my god. Boss cuối đấy. Không, tao nghĩ không phải boss cuối đâu. Cái boss cuối còn sói. Boss cuối à? Đó là boss cuối mà. À không, chúng mày không spoil tao, mẹ nó giận. Ok. Nhìn là biết rồi. Tao nghĩ con sói là boss cuối chứ. Con sói chỉ là boss kiểu boss map thôi. Con sói trông to vãi cả cứt. Ây da.
bye bye. Cái đấy là gai, cái đấy là gai, cái đấy là gai. Lỗi tao, mai bác. Đậu má. À, anh Tuấn, anh nhảy lên bóng nữa anh Tuấn. Bóng gì? Cái bóng ở dưới nước kìa. Bóng cười à? Cười. Tu lết. Lết nào? Úi giời. Đủ má, từ. Bám ở đâu nhỉ? Bám ở đây. Tối ưu hóa, tối đa hóa khổ đau. Đừng. Chuẩn chưa? Đừng. Bất ngờ chưa? Từ. Không. Hai. Không, tao được, tao lấy cái kia, rồi. Viên mãn rồi. Đâu lấy được đâu. Anh đâu lấy được đâu. Lấy rồi. Chưa, nó phải hiển ngay góc kìa. Mày không hiểu biết, không biết. Chắc không. Anh đâu nhỉ? Phải đấy. Anh chưa lấy được. Ui ơi, đau lưng. Sếp MTP. MVP. MTP. Ố, cây này chết. Ok. Anh trai. Ta không được chào đón ở đây trong khu vườn của nó. Khi mà cái cây ở đây cần tao nhất thì tao không ở đây. Nó đổ tội ở tao, đúng không? Đấy, vườn của tao chết hết mẹ rồi. Mày đến đây làm gì? Còn đúng cái cây thôi, nhưng mà mẹ còn đúng cái nick thôi. Nhưng mà cây lại không còn khỏe nữa rồi. Không còn nguyên vẹn nữa rồi. Cút khỏi đây nhanh. Cút khỏi đây đi. Hoặc là mày đưa con gái tao trở lại. Con gái tao trở lại, ok. Cửa ở bên phải, cút. À, bây giờ phải tìm một cái healer of nature. Ok. Healer of nature. Ok. Cái gì đấy? Yeah, lại game này lắm nhiệm vụ. Press item. Ngẫu học trường đời. Nào, đâu là câu đấy đây? Cháu học rất nhanh mà. Ví dụ như của chú ấy cháu. Cháu học vãi cầm bìu rất là nhanh. Này à, gì nhỉ? Được. Vãi cầm bìu. Ây dạ. Đúng. Đúng. Chất tổng mất chất. Mượt giấy. Đúng chưa? Đúng. Có kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm rồi, không ai tắm hai lần một dòng sông hả? Không! Không! Tưởng chết mạ rồi, may quá. Lấy mũi kia. Bên này đúng không? Ừ. Bên này mình qua rồi mà. Anh lấy cái kia. Chưa lấy, phải là lấy cái đây. Nào, anh hiểu chưa rồi? Không, anh chưa hiểu! Mẹ mình. Cày vãi cả piu. Từ, sao chỗ phải tham minh nhiều nhỉ? Vãi cả piu. Phải bóng trong nổi chứ. Vãi cả piu. Không, phải bóng ngoài nổ trước chứ. Bóng trong anh nhảy vô. Đấy. Xong anh mới nhảy ra bóng ngoài. Đấy. Thấy chưa? Chuyên nghiệp ơ. Vãi cầm bìu. Vãi cầm bìu. Cầm nào. Có một kia. Một kia nào đâu? Đây trên này. Ồ. Ơ kìa. Vãi cầm bìu. Úi dồi. Cũng chết rồi. Vãi cầm bìu. Nào. Không nhạy được mẹ. Khó chịu. Ơ kìa. Tập trung à. Bên kia. Okay. Cái game này. Ta chú tao lấy vào cái vai cái khó nhảy ấy, chỗ nó có cái nấc ấy. Đấy. Sao lên đây nhỉ? Đấy. Lên rồi. Đây rồi.
Nhưng mà đấy có phải Keystone đâu. Đó, nó Keystone không? Keystone nó cái gì? Bơ bơ. Tại vì nó không hiện lên đi. Mày non. Chú non. Khu rừng này nặng yên mẹ, tất cả còn lại chỉ là bụi và xương. Uầy, nhưng mà nhìn kìa. Mấy con cú to thế? Sao con cú to hơn con bi nhà tao đéo to như thế nhỉ? Ai? Con bi nó còn mới sinh ra, nó còn bé. Cắt xin à? Không, sẽ là bóc, sẽ là bóc. Ơ! Oh, bi! Bi! Đấy rồi, bi ơi! Hả? Bi to bằng tao mà. Bi kiểu mới sinh cũng to bằng tao. Kinh đấy. Đi 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 đi. Thôi bỏ, chạy. Bi bay. Boss đây, chạy đi thôi, chạy đi. Bảy cặp bill. Con này đéo phải cú, con này không phải cú, con này là cú. Con này là cú. Con này là nhẹ nhẹ hai chân. Mẹ. Nó bé rồi, mẹ. To rồi. Mẹ đi bây giờ. Ok, 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 ok. đi Ê chú ơi. Ây da. Ui. Con là sao nhỉ? Anh thổi vào đống lửa. Anh xuống dưới. Xong quay sang bên này. Ui. Bye bye Yufu. Oh my god. Keystone. Dừng. Alo. Nó bảo tao làm ồn nhiều quá. Foley nó nghe nó thấy. Sao ý nó cái con vừa nãy tên Foley đúng không? Đúng rồi. À, đứa nào mà không im mồm là nó giết đấy. Bị đấy, im mồm nha, bị nha. Bị mồm. Bị nha. Nó nhỏ thôi. Bay lên. Không em. Chúng nó. Chúng nó nhỏ thôi. Có một Keystone á. Mẹ. Ấy da. Chúng nó nhỏ thôi. Cái gì đây? Bom à? Ây ạ! Bom. Chúng nó nhỏ thôi. Không nó nghe thấy bây giờ. Mày! À, Keystone kia rồi. Mày vào gai. Bình tĩnh, mày vào gai bây giờ tôi coi. Đấy. Nước gió ngay. Hay dạ! Lại lướt như là cái... Bốn cái! Thời buổi lạm phát kinh thế nhỉ? Bốn cái kiểu gì ta? Cái kia đi. Quạt đi chú, quạt đi. Không liên quan, quạt không vỡ. Anh dụ cái con quái bên trong ra ngoài. À anh quạt con này ra, quạt phải quạt này vào đấy. Ê mày! Đây. Đúng rồi, ra đây. Come here. Nhầm hướng! Ok. À mình... Lỗi tao. Bây giờ như nào? Con kia hồi sinh, cháu hồi sinh. Cho nó spawn lại. Đấy, hồi sinh rồi đấy. Chú ơi, mẹ mày chưa tay cầm mới được chứ mẹ, chứ này khó dùng quá. Mày ra sao? Đi xuống. Đấy, ok. Đi cao thế. Đây. Mày. Đúng chưa? Xuống tí nữa. Mày. Xuống rồi, đúng chưa? Nữa, đấy đủ rồi. Thề khó chịu thế nhỉ. Không. Tao đéo nhìn thấy cái Keystone ở đấy á, lại bay lại. Fuck. Trời. Ô. Hay là. Fuck you. Ô, nó bay ra kìa. Wow, đặt Keystone hiểm thế. Trời
chưa để đau bi. Đi vào. Hết sức rồi kìa. Nếu lên được ý. Nó có gió. Nhảo thì tao chưa hiểu cơ chế hay là do nhảo nhỉ? Phải hiểu đâu. Có cái cung kìa chú. Bắn vào. Đây quay ở đây. Anh đứng ở đấy. Hay à. Có cái cuối đó ở đâu nhỉ? Hết chỗ rồi. Ok. Cái cuối đâu ta? Ngốc. Đây bên này. Đúng không? Hết rồi. Xuôi, giúp City. Hay là ở dưới à chú nhỉ? Hay nó ở dưới? Dưới đâu? Ở dưới. Đây, bây giờ. Ủa. Nhìn nhện bốn chân. Thế còn cái gì nó cũng đéo người ta. Tình yêu và sức mạnh. Kêu cái cuối ở đâu ta? Liên quan đến cái này chăng? À không, nổ cái này. Hiểu. Đây, có việc cho mày đây. Ra đây. Come here. Mày. Đấy. Thấy chưa? Tao khôn thực sự đấy, thề. Đúng là chú của cháu mà. Đúng vậy. Làm sao mà lại đi đâu được? Con cháu nhà họ Nguyễn. Cô khác. Bay lên chú. Có tiền kìa. Mày nhìn. Ở kìa. Không. Money. Lên tối đa. Money. Phải gần tí nhá. Chắc là thế rồi. Là phải dụ rồi. Không. Ở dưới đi lên dưới. À, con đường ở đây. Ở đấy. Oh. Con này khắp nơi vậy. Nó có teleport. Nhưng mà chú có bắn cung được không? Có. Bắn đi. Chú thấy chưa? Con gì kêu chưa? Ây da! Có con gì đấy kêu? Nhầm. Quán nữa. Có con gì đấy vừa kêu mà ta không thích cái đấy một tí nào cả. Hú. Ô! Ông kìa! Chú hủy nhờ! Là cái bẫy hiểm thế! Tự hủy bẫy hiểm! Bẫy nó hiểm quá! Mẹ mày có ai để cái bẫy thế bao giờ không? Tự hủy thế nhờ! Để có bẫy vô trách nhiệm thế nhờ! Không! Con sói chết rồi à? Sói chết rồi. Thế đéo bóc sói rồi. Cứ tưởng nó chả hú rồi. Có sói. Thôi xong. À không sao. Mày. Ok. Không sao. Mày có nhiều máu mà. Bắn. Ây da. Lên. Ây da. Không. Mẹ mày. Không sao. Cứ đoạn này. Ok.
cú. Chú ơi, là cánh nhỉ? Ê, chỗ này đua, mày hãy đua cú mày ơi. Uầy. Thôi xong rồi. Uầy. Mày vùng này cho nó hoang tàn quá. Sợ dữ. Nhưng mà sao chúng nó lại bị, sao chúng nó lại bị hóa đá hết vậy? Còn chắc cái con chim kia nó khả năng gì ấy, mà tha hóa hay là hóa đá gì đấy tao biết. Ui, nó ăn cái gì ấy? À, nó ăn cái mũi. Nhìn nhận bốn chân. Chú ơi, chú ơi. Mày mẹ thôi. Vĩnh biệt. Nó tìm tao. Hi, ra là quay bị. Mình tính quay. Đấy. Mẹ mày sao bia mày sinh ra mày đéo đôi cánh như mình người bình thường. Cay thực sự. Nào chú cẩn thận nhá. Nào. Sao mà? Sao không thể trượt được? Hi. Nó không chỉ để mình đâu. Thôi xong. Tao biết, cho đằng này rồi. Ý, mẹ nó xuống đây. Nấp. Nó xuống rồi, 2, 3. Chạy đi. Chạy đi. Tao to bằng cục dỉ mũi nó ạ. Thằng ơi, chạy đi chúng mày ơi. Chạy thôi, đi ơi, thằng ai lấy đó, tạm biệt. Có khi cục dỉ mũi của nó còn to hơn cả mình ý, chú ơi, chạy đi. Chạy, đéo chạy được, nó đang... Ờ, Bi ơi, chạy đi! Mày điên ạ! Mẹ, mày sao tao sinh ra con thằng... Ôi trời ơi! Ủa sao? Đừng giết nó, tao xin mày lại, đừng giết nó! Không! Ui, nó chết, thôi nó đi rồi. Tao đố sống được, thôi tao nghĩ nó sống được đấy. Cốt chuyện cho nó sống, chắc thế. Bi ơi! Địch mẹ mày tao... Tao thì sao? Địch mẹ không, tao nhân vật chính cũng chết được. Nhưng mà Bi thì không biết. Không mà chính ra nhá, quả đấy mà con game mà cho nó sống là hơi điêu bởi vì mẹ còn đạp chắc chắn chúng rồi mà. Chứ khi nó bị viễn thị như tao thì đạp trượt này. May ra trượt nữa mẹ. Mất mẹ Bi rồi. Ôi giời ơi. Game cuốn quá. Nó cúp. Bị cúp. Đi tiếp chú ơi. Đi tốt, đi tiếp thôi. Chúng ta phải sống vì Bi. Chúng ta phải sống vì Bi kia. Chết rồi. Bi ơi. Chết mẹ rồi. Bi ơi. Trời mưa luôn, đi mẹ mày dramatic. Ngừng thở rồi. Không. Ôi, nó chết rồi mẹ, nó chết rồi, ngừng thở. Nó cụp tay rồi kìa. Bi ơi. Đi thật, phải luôn, đi thật. Thề. Mẹ chối. Đi luôn á. Cả tao bảo cho. Mẹ tao bảo nó bé rồi, méo, nó bé, nó chết mẹ Bi. Ô. Cứu. Cứu nó chúng mày ơi, cứu nó đi. Đụng đi, đụng đi. Không đâu cứu được. Cứu được. Bi đi rồi, Bi xa rồi. Không, Bi sống mà. Chết thật, mẹ đùa. Chết thật đi.
ơi. Bi ơi. Bi ơi. Bi. Đi. Đi rồi. Đi thật rồi. Ố. Ố. Hậu đập. Hậu đập. Hậu đập. Gì vậy? Cái linh hồn mà con cóc nó đưa mình hết. Chotto matte. Chotto. Gì đấy? Hồi sinh phát, hồi sinh phát, mẹ mày, nó cứu hồi sinh. Hồi sinh đi. Hồi sinh cho nó đi. Sao mẹ bay vòng vòng gì vậy? Ờ. Mẹ mày, cóc khỏe đi. Kìa. Uầy. Nó làm màu à? Nó đâu rồi? Tưởng kiểu bi. Mẹ lùi mẹ, hóa ra ông mang ông đem hoa đến ông tiếc bi á, phải cả cức. Lừa. Ô. Chú Sáu, chú Sáu ơi. Bi chết rồi, chú Sáu ơi. Cứu bi, cứu bi, cứu bi, cứu bi, chú Sáu ơi. Ơ kìa, sao lại chết buồn. Ơ kìa. Ừ, ông ơi confirm con bi chết rồi mẹ. Chú ơi, làm ơn chú Bi của cháu ơi. Chú sống. Đấy, rất nhiều mạng sống đã hy sinh trong quả này. Mẹ mày. Đi hơi xa. Bi đi xa rồi. Selena Scora. Mất mẹ ánh sáng luôn, vãi cực. Ông ấy rơi vào hoàn toàn luôn. No more disquare for one. The fragment of life. À là mấy con này nó là mấy cái mảnh từ cái cục ấy. Nó đi thu mấy mảnh ánh sáng. Thế là loài bi tuyệt chủng rồi ngốc ạ. Ý, sao chú lại nói thế? Băng à? Bạn mới phát ra đến vùng băng à? Beta Foire. Biwadapada Diwatosawe. Trời ơi. Newatowa Okada. So was the soul falls on me. Nghe ra phải mẹ mày tìm cái Will of the Wish để mà mình hồi sinh con bi. Đùi, tất cả BB okay. Chúng ta. Chú Sáu bảo chú không trốn nữa. Chú Sáu tham gia vào cuộc tìm kiếm này. Oh my god. Bye chú. Bây giờ mình nghe là mình chỉ cần hồi sinh được bọn Wisp này với nhau thôi là mình sẽ mẹ cứu được con kia. Cứu được B. Lên đường. Let's go. Đây rồi, lông chân tao đây rồi. Bây giờ đi gọi con gấu thôi chú. Con gấu dậy thôi. Mà mẹ mày đến giờ nghỉ rồi mày ơi. À, 11 giờ rồi. 11 giờ đấy, không phải hơi sâu đến... đấy. Hôm nay hơi cuốn rồi đấy. Ừ, tao gọi nó con gấu dậy cái em. Nước này vào được mà. Có được, có được. Con rắn kìa. Kẻ bà nữa. Ok, chưa đủ khí. Úi giời. Tí hẹo. Ôi rồi. Ố không lên, không lên nhở? Con này chúng phải bám vào con kia để mà lên chứ. Không bám được, vừa chụp phải không bám được. Đây là R này. Đấy. Úi nhưng rồi. Mà chú có tele mà đúng không?
Ừ, tao tên em mà đúng không? Đúng. Ok. Ây da. Tại sao lại có người chú tối là như chú nhỉ? Đi đâu nhỉ? Gấu đâu nhỉ? Đây, mình cần ra đây này. Con gấu ở đâu? Hai chỗ đấy phải đi. Con gấu ở đâu ta? Đây gấu, đây gấu, đây gấu tầm này. Mình ra đây là được. Chỗ con chỗ đây. Ok. Tao có thể té bom bất kỳ đâu mà. Anh phải đứng trên bờ cơ. Phát. Tâm chuyện. Ê, để bám vào, bám vào. Fuck you. Đồng thế. Fuck you bitch. Fuck you bitch. Rồi, ra kia cái. Đây. Ở trên cơ. Lấy ba cái đấy không ra đây à? Lấy ba cái đấy không ra đây. Rồi, ta cho con gấu gọi dậy cái xong đi, xong rồi nghỉ nhá. Gọi gấu dậy thôi. Đừng ngủ nữa, dậy đi. Lười lắm rồi đấy. Ngủ quá rồi chưa, không dậy được đâu. Chú nhỉ? Nó là gấu, không cần dậu đâu. Nhưng mà nó cần phải có mật ong chứ. Ngủ quá rồi chưa, không có mật ong để mà ăn đâu. Mật ong tự nhiên, nó cần ăn mật ong ngoài chợ, mật ong công nghiệp nữa. Má. Ok. Đông này. Đông này. Mắt không? Tiếng ở đây có ai đâu. Có mà. Nhưng mà chúng không đánh. Trời mượt. Quá mượt. Hơi nhiều nút phải bấm. Bấm. Ây ôi. Dừng. Không giao tranh, tham lam. Ok. Tham lam. Mẹ. Tham lam. Hỏng rồi. Tao sao bị chết cái, tao bị chốc rồi đó. Rồi, tao ra rồi. Ok. Mẹ. Chơi game mình nhiều đau tay quá, mẹ thề. Cứ nhảy luôn. Okay. Easy. Giờ chốc kì, cú xịt. Bye bye. Sayonara. 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 Ây da. Bật nhầm Muniki luôn ạ, cho cẩn thận ạ, mẹ. Đấy. Ôi chú, mua con tay cầm về đi. Thật, cái trò chơi này, tay cầm đau tay lắm. Mẹ, cái ứng bàn phím rồi. Không sao. Đâu con gấu đâu, con gấu đâu. Gấu đây, gấu đây, gấu bên này. Ok. Lại cắt xiên à? Đấy, đúng vùng. Ok. 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 Ok, 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 ok. Anh trai ơi. Dậy đi anh ơi. Anh ơi. Anh ơi, đến giờ dậy rồi. Cái lông đâu? Đấy. Dậy đi anh ơi. Úi dồi. Rồi, đây rồi, sao vùng mới à? Anh ơi. Anh ơi. Tao thử phải đánh nhau với nó, may quá, mẹ mày. Nó vả tao cái tao chết. Oni-san, wake up. Mẹ mày ngủ cả mùa đông xong giờ mồm thối quá. Úi dồi. Bỏ vùng này, nó ta đến quá muộn và vùng này nó quá khó khăn, quá lạnh. Đây phải lên núi tuyết rồi. Lại ngủ. Mẹ. Ok, ngủ lắm thế. Tao lại cầm sách của chú Vương nó đấm mồm mày bây giờ. Bao rich. Úi dồi, game mày còn dài lắm, 5% á. Anh mới tới đây thôi mà.
Thôi. Được rồi, xem cái bao nhiêu phần trăm rồi. Chơi dần dần, chơi dần dần. À không, 15%. Tao chơi hôm qua là 1 tiếng này, hôm nay là 2 tiếng này. Hôm qua kia nữa là 4 tiếng rồi. 4 tiếng 15%. Thực ra còn do chú gà nữa. Không, game này lâu ấy. Rồi tao muốn lên YouTube tao xem người ta chơi bao lâu. 13 tiếng anh. Anh muốn xem, anh xem YouTube chúng chơi bao lâu. Mẹ không thể nào, mẹ mày tao chơi gà mà không, không tao, tao biết tao gà nhưng mà không thể gà đến cái mức mà như thế được. Đâu rồi? Ori the quiz full gameplay. 8 tiếng bạn, 10 tiếng. Ui mẹ mày, game này vãi cả pìu. Vãi cả pìu. Toàn 8, ít nhất là 8 đâu 7 tiếng, 8 tiếng. Mà 15% ta tính, mình tính cơ bản rồi, học toán học à, đi học toán rồi học toán không học chim sao? 4 tiếng 15%. 8 tiếng 30%. Ờ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thế tức là phải 16 tiếng. Đi mẹ mình chết rồi. Đi mẹ bỏ thế chơi hết tháng này à. Mẹ mày. Thôi rồi người lại thôi, đến giờ off stream thôi, đùa hết, đến giờ off stream các bạn ơi. Ôi. Không sao, chúng ta 70 tuổi cơ mà. Đến giờ off stream thôi, chơi game 70 tuổi phá đảo là vườn không ạ? Mẹ mày hỏng rồi. Tuổi thọ quá. Đi ngủ thôi các bạn ơi. Đến giờ nghỉ rồi, chúc các bạn có một ngày mẹ mày thứ 6 vui vẻ nhá. Ngày mai thứ 6 mà, hôm thứ 5 hết mẹ ngày rồi. Thì chúc các bạn một ngày thứ 6 vui vẻ chứ mình off thôi. Mẹ mày chết rồi. Quả game vãi cả bìu. Đi ngủ thôi.